thưa các bạn, với nhiều ưu điểm nổi bật thì Honda City luôn là cái dòng sản phẩm bán chạy của Honda tại thị trường Việt Nam, và mẫu xe này liên tục lọt vào top những mẫu xe bán chạy trong thời gian gần đây tính theo cái thống kê của Vama. Và tại triển lãm lần này thì có sự xuất hiện của City bản L với giá 618 triệu. Tại sao lại có mức giá này? Bởi vì sản phẩm này đã được trang bị thêm bộ phụ kiện Modulo. Modulo rất nổi tiếng của Honda, đây là bộ phụ kiện thể thao. Dù nó thay đổi không quá nhiều đâu, nó chỉ là thêm vào thôi, nhưng đã mang lại một cái vẻ đẹp hơn. Thực ra City là một mẫu xe có cái thiết kế tương đối ổn, nhất là phần đầu xe. Thực ra phần đầu xe của City mình rất thích, ví dụ như phần lưới tản nhiệt này. Đó, Civic là một mẫu xe đẹp rồi, và cái vẻ đẹp đấy được truyền sang City. Và đây chính là cản dưới nha các bạn, trong bộ phụ kiện Modulo. Và tiến sang phần thân xe. Vâng, chữ ký, vâng, logo Modulo. Tiếp theo phần đuôi xe cũng Modulo. Và Modulo quanh xe luôn cho nó đẹp. Thực sự thiết kế cái cánh đuôi này nó cũng đáng tiền đấy các bạn. Đây, cánh lướt gió này, cản dưới này. Nếu như chúng ta lột bỏ cái phần này ra, tháo ra, thì trong đuôi nó hơi bị trống và nó trống vắng và thiếu một cái gì đấy. Nó chưa tinh, nhưng mà thêm cái bộ phận này, thêm cái bộ phận này thì rõ ràng là thể thao hơn hẳn rồi. Và mẫu xe này đang có mặt tại triển lãm ô tô Việt Nam và được bán với giá 618 triệu nha các bạn. Các tính năng cơ bản của mẫu xe này cũng giống với cái phiên bản City L đang có mặt trên thị trường. Bộ phụ kiện Modulo. Modulo là tên gọi công nghệ của Honda được ra đời vào tháng 11 năm 1996 tại Nhật Bản, đại diện cho mục tiêu cao nhất về thiết kế, tính năng và chất lượng, nhằm tạo ra những phụ kiện với tiêu chuẩn vượt trội cho xe ô tô của Honda, áp dụng trên hai mẫu xe là Honda Civic, Honda CR-V và sau này là các mẫu xe mới như Honda Accord hay Honda City. Honda City là một trong những thương hiệu xe hạng B quen thuộc của thị trường Việt Nam, được coi là đối thủ chính của ông hoàng sedan Toyota Vios. Honda City 2017 sở hữu thiết kế mang triết lý đôi cánh với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cản trước chắc chắn, cho cảm giác thể thao và vô cùng trẻ trung. Xe có kích thước dài rộng cao tương ứng lần lượt là 4.440mm, 1.694mm, 1.487mm, trong khi chiều dài cơ sở lên tới 2.600mm. Honda City 2017 sử dụng động cơ 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng, công suất 118 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.600 vòng trên phút, phân bổ lực phanh điện tử EBD, khóa chống trộm, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước.